Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi đã bước tiếp tới tập 303 các bạn, và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện mà những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail các bạn nha. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua phần fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Và Thi có để phần email dưới phần mô tả của YouTube. Các bạn chỉ cần click vào trong phần mô tả là sẽ ra email gửi chuyện liền nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội các bạn. Và bạn đã gửi email về kể cho chúng ta nghe một câu chuyện do chính bạn và người chị gái của bạn đã cùng nhau trải qua. Thì hai bạn này là có mở một cái shop quần áo, và trong lúc mà đi tìm nhà để thuê để mà mở shop đó, thì hai chị em bạn lập ra một cái tiêu chí là phải tìm được cái căn nhà nào mà cái phần tầng trệt ở dưới có thể là buôn bán, và ở trên lầu á thì có thể là có phòng để mà nghỉ ngơi lại các bạn. Thì với tiêu chí đó là hai bạn bắt đầu đi tìm nhà và đã tìm được một căn nhà phù hợp với lại nhu cầu của mình. Thì căn nhà này bạn giấu tên và cũng giấu luôn địa chỉ, tại vì bạn nói rằng là hiện tại thì hai bạn đã dọn đi rồi, nhưng mà người ta vẫn còn đang cho người khác thuê, cho nên là bạn cũng không tiết lộ cái địa chỉ các bạn. Thì bạn nói á, lúc mà vào cái ngôi nhà này xem rất là ưng ý, tại vì cái phần tầng trệt ở dưới nó rộng rãi lắm, nó có thể là để cho mình nó là có thể để quần để áo ra để buôn bán. Và ở trên lầu thì có ba phòng, một phòng lớn, hai phòng nhỏ các bạn. Nhưng có điều là có một cái phòng nhỏ là bị chủ nhà khóa kín lại, không có cho sử dụng. Họ nói rằng là do họ để đồ trong đó và họ chỉ là cho thuê hai cái phòng ở ngoài với lại tầng trệt thôi, với giá rất là rẻ. Thì do là thấy phù hợp với lại tiêu chí, với nhu cầu, nhưng mà giá lại rẻ nữa, cho nên hai bạn này đã quyết định thuê cái căn nhà này để mà vừa ở vừa buôn bán. Thì khi mà ok rồi, ký hợp đồng, bắt đầu là giao tiền, cũng đưa mấy tháng tiền cọc lẫn tiền nhà luôn đó. Thì bắt đầu là hai bạn này để ý rằng những cái người hàng xóm khi gặp mình hay hỏi rằng là sao hai đứa gan quá vậy, hai đứa không sợ hả? Nhưng mà khi bạn nghe thì bạn nghĩ rằng chắc là người ta ghét chủ nhà, cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhiều khi người ta nhiều chuyện cho nên người ta nói bậy nói bạ, thì thành ra là bạn cũng bỏ ngoài tai. Với lại đặc biệt một điều là bạn không tin có ma nha các bạn, bạn không tin có ma, cho nên là bạn cứ kệ. Và khi mà hai chị em bắt đầu dọn dẹp nhà để chuẩn bị đem hàng hóa đồ đạc vô đó, thì khi bạn dọn bạn có thấy một cái con búp bê. Và cái con búp bê này trông nó rất là cũ kỹ các bạn. Thi sẽ up cái hình con búp bê này làm cái màn hình thu nhỏ của YouTube, với lại Thi sẽ up lên trên Facebook các bạn nha. Thì bạn nói là tuy rằng cái con búp bê trong cái gương mặt nó dễ thương thiệt, nhưng mà có điều là nó quá cũ. Và lúc mà bạn cầm lên thì cái người chị gái của bạn có nhìn thấy, và người chị gái nói rằng là ê Thư, con búp bê này á, cái gương mặt nó giống em quá à. Hay là em để dành lại đi, để sau này em có con, em cho con em chơi. Và chị bạn cười lớn một cái tràng cười gọi là chọc ghẹo đó các bạn. Thì lúc đó là chị mình chọc mình vậy, cho nên bạn cũng thôi không có thèm trách móc gì. Với lại con búp bê nó cũ quá, thôi bạn cũng để lại làm gì. Với lại bạn cũng đâu có thích chơi búp bê đâu. Và lúc đó tiện tay bạn đã bỏ con búp bê này vào trong bịch rác để mà đem bỏ luôn các bạn. Thì khi mà dọn dẹp xong hết rồi, tới ngay cái đêm đó đó là bạn ngủ phòng nhỏ, chị bạn ngủ phòng lớn. Và cái cấu trúc ngôi nhà này họ không có làm toilet ở trên lầu, mà họ chỉ làm một toilet duy nhất ở dưới tầng trệt thôi. Cho nên là khi mà bạn ngủ thì bạn này nói rằng là trong lúc em đang nằm
thì em cứ liên tục nghe tiếng bước chân đi tới đi lui hoài à. Mà do là lúc đó em mệt quá và em cũng nghĩ rằng á, là chắc là chị của mình á, là mắc toilet, cho nên là đi xuống dưới nhà trọ, từng trọ tới dưới để mà đi toilet, thì bạn chỉ nghĩ như vậy thôi các bạn. Thì do là cũng mệt cả ngày dọn dẹp nhà mà, cho nên bạn mệt lắm và bạn cứ ngủ mà bạn làm biếng đến nỗi mà bạn không có mở mắt lớn ra luôn. Thì khi đang ngủ vậy bạn cứ nghe tiếng đi, rồi xong một hồi bạn lại nghe tiếng cười. Và khi mà nghe tiếng cười thì bạn mệt quá, bạn không có mở mắt lớn đâu, mà trong phòng thì bạn mở một cái đèn ngủ chứ không phải là đèn sáng các bạn. Thì khi mà bạn mở hí hí con mắt ra bạn nhìn á, thì bạn thấy có một đứa con nít nó đứng ngay cái góc phòng. Nhưng mà do cái bản tánh bạn này là từ nào giờ chưa bao giờ thấy ma, cho nên chưa bao giờ sợ ma, thành ra là bạn nghĩ rằng bạn nhìn lầm. Thì sau đó là bạn lại tiếp tục ráng nhắm mắt lại để mà ngủ tiếp. Thì khi trong lúc mà ngủ, ngủ thì ngủ vậy đó, nhưng mà vẫn nghe tiếng bước chân đi ở ngoài hoài thôi. Thì tới sáng hôm sau á, là trong lúc nói chuyện với là chị bạn đó, thì chị bạn sau khi mà nói qua nói lại thì tự nhiên bạn sực nhớ lại cái chuyện tối hôm qua là cứ nghe tiếng bước chân hoài, cho nên bạn mới hỏi chị mình rằng là chị hồi hôm làm gì mà chị cứ đi toilet đi tới lui hoài vậy. Thì chị bạn nói đâu có, chị đâu có đi. Nhưng mà chị bạn lại hỏi ngược lại bạn rằng là hồi hôm mày làm cái gì mà mày cứ chạy tới chạy lui ngoài lan hoài. Thì lúc đó bạn mới nói trời đâu có, hồi hôm hả em mệt cả ngày hả dọn muốn chết, rồi tối mệt hả ngủ như chết vậy đó, làm gì mà hả chạy tới chạy lui, đâu bị khùng. Thì khi đó bạn lại quên mất đi cái chuyện mà tối hôm qua trong lúc hí con mắt đó là bạn có nhìn thấy đứa con nít, bạn lại quên mất đi cái chuyện đó các bạn, và bạn không có kể cho chị bạn nghe. Thì bắt đầu là cái đó là buổi sáng ha, cho tới tối cái ngày thứ hai, cái đêm thứ hai mà ở tại ngôi nhà này đó, thì lúc mà bạn bắt đầu bạn đi vào trong giấc ngủ rồi, thì kỳ này bạn lại nghe tiếng bước chân. Và khi mà nghe tiếng bước chân bạn nhớ rằng là chị mình nói không có đi toilet hồi sáng này, sao kỳ quá. Nhưng bạn vẫn trong đầu bạn á, thì bạn niệm Phật để mà dễ ngủ các bạn. Thì sau một hồi bắt đầu chị bạn chạy qua phòng và nói với bạn rằng là Thư ơi, cho chị ngủ chung, cho chị ngủ chung với. Nhưng mà với cái gương mặt xanh lè, xanh lét, tái mét, giống như là sợ hãi một cái điều gì đó rất là sợ, thì bạn xích vô cho chị bạn nằm trên giường và chị bạn ôm bạn rất là chặt. Chặt đến nỗi mà phải nói rằng là chị bạn bấu cái tay vô trong da thịt bạn khiến cho bạn rất là đau. Thì bạn mới hỏi rằng hả chị làm gì vậy, làm gì mà chị sợ hãi mà mặt mày xanh mét vậy, có chuyện gì? Nhưng chị bạn không có kể lại cho bạn nghe mà cứ nhắm mắt vậy để ráng ngủ các bạn. Thì sau một hồi là chị ôm bạn rất là chặt luôn mà bạn nhúc nhích không được luôn. Thì lúc đó chị bạn bắt đầu là đi dần vào trong giấc ngủ, cho tới khi mà bạn thấy rằng chị mình đã thở đều đều rồi, là biết rằng chị đã ngủ rồi đó, thì bạn mới là tự nhiên mắc toilet. Cho nên đó là bạn có dỡ cái tay của chị bạn ra để mà bạn ngồi dậy đi toilet các bạn. Thì khi mà bạn đi xuống nhà dưới tầng trệt bạn toilet đó, lúc xuống thì hoàn toàn không có gì, nhưng lúc đi lên cầu thang tự nhiên bạn nghe có một cái tràng cười rất là man rợ. Và cái tràng cười này nó kinh dị đến nỗi mà bạn có cảm giác như là mình đang coi một cái bộ phim kinh dị mà ma quỷ nó cười á các bạn, nó cười man rợ. Và cái khung cảnh lúc đó bạn cảm thấy rất sợ. Và khi đó từ nào giờ là không sợ ma, nhưng ngay lúc này thì bạn cảm thấy rất sợ luôn. Thì bạn cố gắng bạn chạy lên cầu thang để mà lẹ để mà đi vào trong cái phòng của mình, đang có chị mình nằm ngủ trong đó. Nhưng lúc gần tới phòng bạn rồi, thì mới nãy đầu chuyện Thi có nói rằng ngôi nhà này là ở trên lầu có 3 phòng các bạn nhớ không? Và có một cái phòng thì người chủ nói rằng là đang để đồ trong đó, cho nên nó là không có cho thuê cái phòng đó. Thì cái phòng đó là cơ bản đã được khóa kín và ở ngoài là đã được bấm cái ổ khóa rồi. Nhưng tự nhiên khi bạn chuẩn bị bước vào trong phòng của mình thì cái phòng đó đột ngột mở cửa ra các bạn. Mà nó mở ra mà các bạn biết một cái cánh cửa đã lâu không được mở thì nó sẽ tạo ra một cái tiếng động két như vậy nè.
Thì bạn nói rằng là tự nhiên cái cửa phòng đó nó mở ra, mà nó mở từ 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 từ. Sau đó bạn nhìn thấy con búp bê mà bạn đã bỏ vô trong bịch rác đó các bạn. Cái con búp bê đó từ từ trong phòng đó bước ra, mà nó đi từ 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 nha. Thì bạn sợ hãi tột cùng khi mà bạn trông thấy, bạn nhớ rằng ủa, con búp bê này mình đã bỏ vô trong bịch rác mình giục rồi mà, tại sao nó ở đây mà nó đi nữa? Thì lúc đó bạn quá sợ và bạn giật mình thức dậy. Thì khi bạn giật mình dậy, bạn thở phào lắm, tại vì đó là một cái giấc mộng mà bạn nói rằng ủa, nếu giấc mộng mà sao nó như thật vậy đó, nó như thật, nó sợ như thật, chứ không phải là chúng ta nằm mơ mà chúng ta thấy ác mộng rồi chúng ta giật mình. Thì cái này nó y như thiệt vậy đó, cho nên bạn cũng không biết làm sao. Và lúc đó bạn xoay qua, bạn nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ 16 phút rồi các bạn. Thì lúc đó bạn thức tới sáng luôn. Và tới sáng hôm sau bạn đã kể lại những cái gì mình nghe là tiếng bước chân, rồi nghe những cái tiếng cười hí hí á các bạn, rồi thấy một cái giấc mơ kỳ lạ như vậy. Mà cái giấc mơ đó bạn có cảm giác y như là thiệt với chị mình, kể cho chị mình nghe. Thì lúc này chị của bạn mới kể lại cho bạn một cái chuyện là tối hôm qua khi mà chị đang nằm ở trên giường chị ngủ đó, lúc đó chị đã ngủ rồi, nhưng sao hồi chị cứ nghe tiếng đùa, tiếng giỡn, tiếng nô đùa nhau, giống như là có 5-6 đứa con nít mà nó xúm lại mà nó giỡn nó chơi á. Thì chị mới mở mắt ra thì rõ ràng chị đã thấy 3 đứa con nít đang đứng ngay cái giường của chị và giỡn xong rồi còn nhìn vào cái chỗ chị đang nằm. Thì khi mà nhìn thấy 3 đứa con nít này mà những cái gương mặt rất là ghê, cho nên đó là chị đã quá sợ hãi, cố gắng chạy thục mạng qua bên phòng của bạn. Lúc đó chị còn rất sợ và gương mặt đó là tái mét đó các bạn. Thì khi mà hai chị em kể cho nhau nghe những cái gì đã trải qua đó, thì hai chị em nói rằng đó là bây giờ mình mới dọn vô có 2 ngày, mình đã ký hợp đồng với người ta, đưa tiền cho người ta mấy tháng rồi, mà bây giờ mình dọn đi là sẽ mất cái phần tiền đó. Mà cái phần tiền đó nó cũng đâu có là ít đâu các bạn. Cho nên nó là hai bạn mới quyết định rằng là thôi bây giờ đi tìm một cái bà thầy nào nhờ bà cúng thử xem sao, chứ bây giờ dọn đi cũng không được, mà ở lại thì quá sợ, nếu mà cứ tình trạng vậy thì sợ quá. Thành ra quyết định cuối cùng của hai bạn là sẽ tìm một cái bà thầy, một cái bà đồng để mà nhờ cúng giùm. Thì khi mà được sự chỉ của người ta đó, thì bạn tìm tới một cái bà đồng. Thì khi mà bà đồng này xem xong, cái bà đồng này nói rằng là trong cái nhà của hai bạn này đang ở là có 3 cái vong con nít và có 1 con quỷ trong nhà này, mà giống như là một cái con quỷ đó với lại 3 cái vong con nít đó rất là thích chọc ghẹo. Coi như là không phải là hại nha các bạn, không phải là nó muốn hại mình, nhưng mà chủ yếu nó muốn chọc, muốn ghẹo, muốn phá mình thôi. Tại vì đó là vong con nít. Thì bà thầy này nói rằng cái con, hỏi rằng tự nhiên bà nói chứ bạn cũng không có nhắc gì tới cái con búp bê đó. Thì bạn hỏi rằng, bà hỏi bạn, hai bạn này rằng là có nhìn thấy con búp bê nào trong lúc dọn nhà hay không. Thì bạn nói có, nhưng mà con giục rồi, mà không hiểu sao là cái nằm mơ con lại thấy nó bước ra khỏi cái phòng mà được khóa kín đó. Thì bà đồng này nói rằng là cái con búp bê đó là quỷ đó, là quỷ đó, và nó xách động cho 3 cái vong hồn nhỏ để mà phá. Thì khi mà bà nói vậy thì bà cũng làm một cái lễ cúng và sau đó cho hai bạn 2 lá bùa, dặn rằng bỏ trong người, nhưng mà sử dụng 2 lá bùa này thì phải là đừng bao giờ bước qua cái xào mà phơi quần áo các bạn, đừng có cúi xuống mà bước qua. Thì bắt đầu là khi đem 2 lá bùa này về, thì từ đó sau khoảng một thời gian là hai bạn không nhìn thấy gì hết. Và khi mà đem 2 lá bùa này về thì 2-3 ngày đầu không thấy gì hết, thành ra hai bạn cũng yên tâm hơn. Rồi sau đó tập trung trang trí cái phần tường trệt đó để mở cái shop. Và khi mở cái shop, bạn nói rằng cái ngày khai trương rất là đông luôn. Cái thời gian suốt 1 tháng trời á, hai chị em bán mà gọi là không kịp thở, nó đông đến như vậy. Nhưng mà cho tới một ngày, ngày hôm đó là chị của bạn đi đâu đó, chỉ có một mình bạn ở nhà thôi,
Thì khi mà bạn ở nhà thì bạn có đi ra phía trước để mà bạn bật cái tivi bạn xem. Thì khi mà ra phía trước thì tự nhiên bạn nghe ở trong đây rất là ồn. Cái phần ở trong nhà trong của các bạn nó rất là ồn luôn. Thì nó ồn quá thành ra là bạn nghĩ rằng chắc là chuột. Cho nên là bạn có chạy đi ra phía sau để mà bạn coi coi là con chuột hả, nó vô đâu nó quậy. Nhưng mà khi ra xa thì bạn không thấy con chuột nào hết. Và bạn vô tình bạn thấy, tại vì những cái xào đồ mà do là hai bạn này buôn bán quần áo mà, cho nên để những cái xào đồ á, thì vô tình đập vô mắt bạn á, là ba bốn bộ đồ bị giống như bị rách đó các bạn, bị rách hết. Thì bạn thấy nó rách thì bạn nghĩ trời ơi, mình treo giày mà không lẽ chuột nó cắn rồi. Thì bạn tức trong bụng lắm, bạn nói rằng thôi bây giờ đợi chị mình về để mà nói với chị mình á, là phải mua một con mèo để mà nó đuổi chuột các bạn. Thì khi đó ha, là tới khi mà người chị bạn về thì hai chị em có đi mua một con mèo thiệt. Nhưng mà bắt đầu ngay cái đêm đó là tự nhiên khi mà chị của bạn ngủ, từ nào giờ được bà thầy cho hai cái lá bùa đó thì hai bạn này không có thấy gì bậy bạ hết. Nhưng mà do hôm buổi sáng hôm đó đó các bạn, trong lúc chị bạn bán hàng cho khách á, là đã lỡ chung qua cái xào đồ. Cho nên ngay tối hôm đó luôn là chị bạn khi ngủ nằm mơ thấy một người phụ nữ. Và cái người phụ nữ này đè hẳn lên trên người chị khiến cho chị ngộp thở rất là khó chịu. Và lúc đó chị bạn nhanh trí niệm Phật trong đầu thì bắt đầu cũng thoát được các bạn. Còn riêng bạn này cũng thấy những cái đứa con nít đùa giỡn, mà trong lúc đó con mèo của bạn nó gào nó la lên rất là dữ. Thì cuối cùng là hai bạn đã quyết định dọn đi, mặc dầu rằng là tiền vẫn còn, nhưng mà do sợ quá, tại vì bạn nói rằng cái lần cuối cùng bạn thấy ba đứa con nít đó, nó nói rằng là bây giờ mày có dọn đi khỏi đây hay không, và gương mặt của nó rất là giận dữ khi mà nhìn bạn. Và lúc đó con mèo của bạn nó gào nó ngao ngao rất là dữ các bạn. Thì sau lần đó hai chị em đã ngồi lại, và lúc đầu thì thấy là không có còn nhìn thấy những cái hiện tượng gì bậy bạ, hai chị em quyết định rằng thôi ở đây luôn, mình cũng hả là đâu có bị chọc phá chọc ghẹo gì nữa đâu. Nhưng cuối cùng khi chị của bạn á chung xuống cái xào đồ á, là coi như bùa mà của cái bà đồng đó cho mất tác dụng các bạn. Và ngay cái đêm đó là chị bạn thì thấy phụ nữ, người phụ nữ đè, còn riêng bạn thì thấy ba đứa con nít mà nó nhìn bạn một cái cách giận dữ và nó đuổi bạn đi. Nó hỏi rằng á, là mày có chịu rời khỏi đây hay không? Và qua ngày hôm sau hai chị em đã quyết định dọn nhà, trả nhà đi luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ ở ngoài Hà Nội đã gửi vào cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, là Thi không biết là bạn là nam hay là nữ, tại vì bạn tên là Vân, cho nên đó là Thi không biết là nam hay là nữ nữa. Mà bạn nói rằng bạn làm bảo vệ trong Diamond Plaza ở trên đường Lê Duẩn ở Sài Gòn đó các bạn. Thì bạn vừa là tiếp tân vừa là bảo vệ ở tầng số 6. Thì khi mà bạn vào đây bạn làm đó, thì bạn nói á, là khi em vào đây làm thì cũng có nghe nhiều người ta đồn râm ran rằng á, là có một cái anh ở trong ở cái phòng IT đó, làm bên bộ phận IT, thì anh này á, là bị do là làm việc quá sức cho nên nó là mất. Nhưng mà không biết là mất ở tại chỗ làm hay là mất ở nhà, mà chỉ nghe rằng á, là cái anh đó chết thôi. Và ngay cái chỗ mà anh đó ngồi đó là cũng còn trống các bạn, cho nên nó là mỗi lần á mà buổi tối á, trước khi về á, bạn có đi tuần á, thì Thi nghĩ chắc bạn là con trai quá chứ con gái đâu làm bảo vệ. Thì bạn nói hả, là em là cái người gọi là tất cả toàn bộ nhân viên khi mà đi về đó thì bạn sẽ đi một lần nữa để mà đi coi hết xung quanh rồi xong rồi bạn mới về. Thì cái giờ mà về của bạn á, là nhiều khi 7 giờ 8 giờ, nhưng có lúc 9 giờ 10 giờ cũng có, mà nhiều khi rất là khuya. Tại vì nhiều khi có những cái người mà người ta làm việc khuya quá thì thành ra bạn cũng phải ở lại các bạn. Thì có một lần đó là buổi đó là có hai người ở lại. Thì bạn nói rằng á, là tại vì cái công ty này á là giống như là nhân viên ngồi mấy cái bàn mà có vách ngăn đó các bạn, mà có thể nhìn thấy cái mặt nhau, và cái máy tính thì để trong đây, có ngăn 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 một cái bàn làm việc vậy thì 6 ô thì 6 người làm. Thì lúc mà bạn đi xung quanh trước khi mà bạn về á, thì hôm đó là có hai người nữ ở lại không biết làm cái gì, làm hàng gì đó, là chưa có kịp về cho nên bạn cũng phải ở lại bận canh.
Và khi mà hai người đó về rồi thì bạn cứ là có cảm giác như ai gõ vô trong cái bàn phím. Mà khi mà gõ vậy thì bạn đi xem, tại vì bạn nghĩ rằng ủa hai người đó đã về rồi mà sao vẫn còn nghe. Cho nên là bạn đi, nhưng khi bạn đi á thì hoàn toàn không có ai. Hoàn toàn không có ai mà ngay cái bàn bạn là ngay cái bàn tiếp tân á, thì bạn có thấy một cái bóng người, mà cái bóng người nam mà bạn thấy rõ cái người đó mặc một cái áo sơ mi trắng, một cái quần tây, và cái người đó đi, đi nhưng mà khi bạn nhìn lại thì hoàn toàn không có ai. Mà bạn nói ủa rõ ràng mình thấy, thì bạn sợ lắm, sợ rằng đó là chắc là tại vì bạn này sợ ma. Thành ra là bạn nghĩ có khi nào cái vong của cái anh mà trong phòng IT đó ảnh chọc bạn hay không. Thì bạn sợ dữ lắm, thiệt tình là bạn sợ. Thì sau cái ngày đó là bạn cũng đã ghim trong bụng bạn sợ rồi. Thì cho tới vài ngày hôm sau nữa thì cái ông mà người nước ngoài ở trong công ty bạn, ổng làm cái chức cũng lớn lắm, ổng ở lại. Thì hôm đó ổng ở lại tới 10 giờ luôn. Mà ngay chỗ cái bàn tiếp tân của bạn với lại cái phòng của ổng nó cũng không có xa, nó không có xa lắm. Mà khi bạn kiểm tra trên cái màn hình mà cái camera để mà quan sát toàn bộ văn phòng đó, thì tự nhiên bạn có thấy một cái bóng người đi vào trong cái phòng. Cái phòng đó giống như là một cái phòng chứa đồ, giống như chứa kho vậy đó, mà để những cái đồ có giá trị trong đó. Thì hầu như rất là ít người vào phòng đó, chỉ có những cái người mà có phận sự vào để lấy đồ thôi. Mà lúc đó khá là khuya rồi, thì bạn nghe tiếng bước chân, bạn nghĩ rằng cái ông Tây đó. Nhưng mà khi mà bạn ghé qua bạn nhìn vô cái phòng ổng thì bạn vẫn thấy ổng đang ngồi làm việc. Thì bạn mới quay về cái chỗ phòng tiếp tân của bạn, bạn ngồi tiếp. Thì sau một hồi quan sát bạn lại thấy cái bóng người. Thì cái bóng người đó rõ ràng là mở cái cửa của cái phòng để đồ quan trọng bước vô trong đó. Thì bạn nói ủa kỳ vậy, không lẽ ổng đi qua đó chắc là ổng lấy đồ gì, thôi mình đi qua đó để xem là ổng có lấy cái gì nặng á, mình phụ cho ổng để mình rinh về. Nhưng khi bạn bước tới đó nha, thì cái đèn nó tối, thì bạn mới mở thêm một cái đèn sáng nữa, thì bạn thấy rằng cái phòng đó vẫn được khóa, hoàn toàn không có mở, mà cũng chả có ai trong đó. Bạn mở cửa ra thì bạn không thấy ai trong đó hết. Thì bạn nói ủa rõ ràng mình thấy có người vô mà ta, ổng lẽ ổng đi ra rồi. Mà nếu ổng đi ra rồi thì mình phải thấy. Với lại cái chỗ ngồi của ổng á, cái phòng của ổng nó gần với chỗ ngồi của bạn, nếu mà ổng về thì bạn phải thấy chứ, làm gì ổng thấy. Thì lần này bạn lại tiếp tục ghé mắt qua cái chỗ mà cái phòng ông đó làm việc nữa, thì bạn vẫn thấy ông ngồi trong đó các bạn. Thì sau hai lần như vậy, bạn về bạn kể cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn mới nói rằng chắc là do thấy con mới vô cho nên người ta chọc ghẹo con, thôi bây giờ á là con mua đồ lên con cúng cho người ta, nói rằng á là con cũng mới đi làm, con sợ dữ lắm, đừng có chọc con. Thì mẹ của bạn đã mua đồ lên rồi hả, đem lên cúng cho bạn luôn, nhưng mà không có đốt nhang thôi, đem bánh đồ ăn, đem bánh trái đồ lên các bạn. Thì có vang vái, và trong suốt một tháng, tại vì bạn này có một cái tánh sợ ma lắm, bảo vệ mà lại sợ ma, là trong suốt một tháng trời á, là ngày nào mẹ bạn cũng lên ngồi đó, tới chiều mẹ bạn đi làm về đó, xong rồi mẹ bạn hả là tạt vô trong Diamond rồi ngồi chờ. Sau khi mà công ty của bạn hết người ở lại rồi đó thì hai mẹ con đi về, và trong suốt một tháng như vậy để cho bạn đỡ sợ các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà của bạn không biết nam hay nữ đã gửi cho Thi. Và tiếp theo ba câu chuyện của một bạn nhỏ. Bạn này năm nay cũng đã 19-20 tuổi rồi, và bạn kể với Thi rằng á là hồi lúc mà bạn còn nhỏ đó thì ba mẹ với lại bạn ở chung với lại gia đình bên nội, và sau đó là ba mẹ bạn có để dành tiền mua được một cái ngôi nhà cấp 4 cũng khá là cũ kỹ, nhưng mà chưa có dọn về ở. Thì sau khi mà bên đây xích mích mâu thuẫn, do đông người ở chung nhiều cũng va chạm các bạn, cho nên đó là ba mẹ bạn đã quyết định dọn qua cái căn nhà đó để ở. Thì năm đó là bạn học lớp 2, rất là nhỏ, các bạn mới có 7-8 tuổi thôi. Thì do là ngay từ nhỏ là bạn này có một cái bệnh là bị viêm giác mạc các bạn. Nhiều khi bạn bị là đỏ con mắt hoặc là bị chảy nước mắt, nhiều khi nhức lắm, tội nghiệp lắm.
Thì khi mà bạn dọn vào ở trong cái thời gian đầu cũng hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng có một lần đó đang ngồi học bài, tự nhiên bạn cảm thấy con mắt mình đau vô cùng. Đau quá mà lúc đó là buổi trưa nha các bạn. Thì do là đau quá mà nước mắt nó chảy quá trời, cho nên bạn chạy đi ra phía sau nhà, bạn kiếm mẹ mình để mà nói với mẹ rằng đó là con bị đau mắt, mẹ lấy thuốc cho con uống, lấy thuốc nhỏ mắt cho con. Thì khi mà thấy bạn đau vậy thì mẹ bạn cũng lụi cụi đi kiếm thuốc cho bạn. Thì trong lúc bạn ngồi bạn đợi để cho mẹ mình nhỏ thuốc cho bạn uống thuốc đó, thì bạn có nhìn ra phía trước thì bạn này thấy rõ ràng có một người, mà cái người này á là ngồi nha, mà giống như là xoay lưng về phía bạn, mà ngồi ngay cái ngạch cửa phía trước nhà các bạn, nhìn ra phía ngoài. Và không hiểu sao mà bạn có thể thấy rõ người này á, là một cái tay ngồi mà dạng như ngồi chùm hổm á, mà một cái tay á thì ôm một cái chân, còn cái tay kia á thì cầm cái tô mà đưa ra vậy nè, giống như là các bạn tưởng tượng giống như mấy cái ông mà ngồi ăn xin á thì giống vậy đó. Thì bạn nhìn rất là lâu, bạn thấy rằng sao cái người đó ngồi ngay cái cửa nhà mình vậy ta. Thì bạn thấy rất là lâu mà bạn còn đang đau mắt mà các bạn, cho nên bạn cứ là đưa con mắt lên xong rồi bạn nhìn lại thì bạn vẫn thấy cái người đó ngồi đó. Mà đặc biệt rằng á là cái người này tóc á không phải màu đen như mình mà nó trắng nhách từ trên xuống dưới luôn, nguyên một cái mái tóc màu trắng. Thì lúc đó bạn mới hỏi, bạn xoay qua bạn hỏi mẹ, mẹ mẹ, bộ nhà mình có khách hả mẹ? Sao mà khách không vô nhà mình hẳn mà cứ ngồi ngay trước nhà vậy? Thì lúc đó bạn nói vậy thì mẹ bạn mới dòm, tại vì nghe bạn nói có khách cho nên tưởng là khách thiệt. Thành ra là mẹ bạn mới dòm ra thì mẹ nói đâu có khách nào đâu con, làm gì có ai. Thì khi đó bạn mới nói trời, rõ ràng con thấy ổng ngồi đó kìa, cái người đó ngồi không biết là nam hay là nữ kìa, rõ ràng ngồi đó kìa. Thì lúc đó bạn mới xoay từ bên đang nhìn mẹ mà, cho nên khi mà nói thì xoay ra thì hoàn toàn không thấy. Mà rõ ràng mới nãy á là rất là lâu bạn nhìn thấy cái người đó, mà khi bạn thấy người đó bạn còn dụi mắt lại nhiều lần nhưng vẫn thấy người đó ngồi đó, mà sao giờ không có nữa. Thì bạn mới tức lắm, bạn nói trời, rõ ràng con thấy mà mẹ, con thấy cái người đó ngồi đó đó hả, ngồi hả, tay ôm cái đồ cái chân như nè, ngồi chùm hổm. Bạn ngồi xuống bạn diễn tả cái hành động của người đó nữa, là ngồi chùm hổm còn tay cầm cái tô đưa ra vậy nè. Rõ ràng con thấy không thể làm được, không thể làm, mặc dầu mắt con đau thiệt nhưng mà không thể làm được. Mà nó là đứa bé, năm đó bạn học lớp 2, các bạn nhỏ lắm. Thì khi mà nói xong mẹ bạn ra chiều suy nghĩ, thì chắc là mẹ bạn biết nhưng mà dạng như giấu bạn, các bạn biết không. Thì mẹ bạn đóng cửa nhà, chở bạn qua bên nhà cô bạn luôn. Xong rồi á là đợi tới tối khi mà ba bạn đi làm về mới chở bạn về nhà. Rồi sau đó là kể cho ba bạn nghe, thì ba bạn chỉ là im im thôi chứ không nói gì hết các bạn. Giống như là ba mẹ bạn biết là bạn thấy nhưng mà không dám nói, sợ rằng bạn sợ, do lúc đó bạn còn nhỏ quá. Thì khi đó là sau một thời gian nữa thì ba mẹ bạn đã mua một cái căn nhà khác khang trang hơn và dọn về căn nhà mới, và căn nhà cũ là hiện tại đang cho thuê. Cho tới bây giờ luôn là gia đình bạn vẫn còn đang cho thuê cái căn nhà cũ đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất bạn gửi cho Thi. Cái câu chuyện thứ hai bạn kể rằng đó là ông nội của bạn. Ông nội của bạn đó là... rất là thật, nói chung là ông với bạn là cũng không phải là thân lắm, nhưng mà có một cái là bạn là cháu đích tôn, thành ra mà mỗi lần mà về thăm ông đó thì ông hay rủ bạn đi uống nước nè, rồi nhiều khi là cũng rủ bạn ngồi xem tivi chung. Nói chung là cũng không thân nhưng lại tình cảm nhiều. Lâu lâu mới gặp mà các bạn, thành ra là cũng không có thân nhiều như là cái người nào mà mình thân thiết luôn. Thì khi mà ông bạn mất á, là do bị hấp hối đột quỵ thành ra mất. Thì khi mất thì bắt đầu á, là tại vì do bạn này là cháu đích tôn mà bạn lại bên đạo Cao Đài nữa, cho nên á, là bạn nói rằng á, là phải quỳ để mà nghe kinh suốt. Thì cũng không biết, tại vì Thi nào giờ Thi không có biết bên mấy đạo khác làm sao, thì xin lỗi các bạn nha. Thì khi mà bạn quỳ vậy bạn mỏi chân lắm và liên tục mấy ngày bạn mất ngủ. Nhưng mà cho tới khi mà chôn ông rồi á, thì bắt đầu á, là lúc đó thì bạn vẫn còn ở dưới nhà, dưới nhà dưới quê, cái chỗ mà nhà ông đó. Thì cái người bà con của bạn á, là rủ bạn đi ra đằng trước chơi, cầm cái tô cơm ra đằng trước ngồi ăn các bạn.
Thì cho dù bạn này có mất ngủ tới cỡ nào hay là có mệt tới cỡ nào thì bạn cũng không thể nào hoa mắt rất là lâu là trong lúc bạn rinh cái tô cơm ra, bạn rõ ràng bạn thấy có một người mà ngồi ngay cái ghế salon trong nhà, mà cái người này á, là toàn thân trắng toát các bạn, trắng toát luôn. Tuy rằng bạn không thấy rõ được cái gương mặt của người đó, nhưng mà cái gương mặt nó giống như nó mờ mờ ảo ảo, khiến cho bạn không thấy được. Nhưng cái từ cái phần dưới là bạn thấy rằng đó là cái da nè, rồi cái bộ đồ người đó mặc là một cái áo màu trắng, rồi với lại một cái quần dài màu trắng, ngồi ngay cái ghế đó. Thì khi bạn nhìn thấy rõ ràng, bạn dụi mắt một cái nữa vẫn nhìn thấy, và bạn sợ, bạn đi ra trước, bạn chỉ biết ngồi cắm cúi ăn để cho quên cái nỗi sợ của mình. Thì không biết là bạn thấy ai, nhưng chắc Thi nghĩ rằng là bạn thấy ông nội của mình, tại vì do là có thể là bạn hợp vía với ông, cho nên nó là bạn có thể đã nhìn thấy cái vong của ông về nhà các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và một cái câu chuyện thứ ba nữa, câu chuyện này bạn kể là trong một cái dịp mà quét mộ cho một cái người cô của bạn là bị sốt xuất huyết, mất cũng lâu lắm rồi, và khi quét mộ cho cô thì cũng là quét mộ cho những cái người bên dòng họ bên nội luôn. Thì lúc đó là 4 giờ mấy sáng, là bạn với lại ba bạn với lại bà nội bạn đã dậy rồi, và khi mà đi ra tới ngoài nghĩa trang đó thì sẽ là đã 5 giờ sáng rồi. Thì khi ra là trời nó cũng còn hả hơi tối tối sáng sáng, 5 giờ sáng mà các bạn. Thì lúc ra thì bạn nói á, do là từ nhỏ tới lớn bạn hay thấy vong đó, hay thấy người âm, bạn hay nói với ba với mẹ bạn. Thì ba bạn dặn trước khi đi rằng á, là khi mà đi ra ngoài nghĩa trang á, nhớ là đừng có nhìn vô bất cứ hình của ai. Cứ việc á, là mộ người thân mình ở đâu thì mình cứ đi thẳng tới chỗ đó, chứ đừng có nhìn nhìn tới nhìn lui, rồi lỡ nhìn vô một cái bia mộ nào đó rồi mất công họp vía người ta theo mình về. Thì khi mà bạn đi ra ngoài đó, bạn cũng cắm cúi bạn đi, và cho tới cái mộ của cô bạn thì do suốt một năm rồi không có được quét dọn, cho nên mộ cô bạn á, là cũng có mạng nhện rồi đó các bạn, là nó bu, nó làm bộ hóng, nó làm mấy cái dăng tơ rất là nhiều. Thì ba bạn mới rủ bạn á, là đi ghé lại cái vườn xoài, từ cái chỗ mộ của cô bạn á, mà lại cái vườn xoài đó cách cũng khoảng là mười mấy bước chân thôi, không có xa. Thì vô cái vườn xoài đó là trong đó có một cái giếng nước rất là đầy, người ta hay dùng cái nước đó để mà rửa mộ lắm. Và những cái người lúc đó 5 giờ thì cũng có nhiều người đi ra nghĩa trang để mà quét dọn mộ, thì nghĩ rằng chắc là ngày Tết cho nên mới vậy. Thì lúc đó cái lúc đầu tiên thì bạn không thấy gì, nhưng cho tới cái lần thứ hai đi thì ba bạn kêu bạn đi mình đi, chứ hả ba đang làm gì đó, đang làm gì ngoài đây đó, kêu mình thì bạn mới đi. Bạn mới đi vô, và trong đó thật sự rằng á, là nó âm u các bạn, nó tối mà nó âm u lắm, bạn cũng hơi sợ. Và khi mà rinh nước ra rồi, bạn bắt đầu ngồi, trong lúc đợi ba mình làm đó thì bạn ngồi, bạn mới nhìn vô trong cái vườn xoài đó. Thì tự nhiên bạn thấy có một người, mà cái người này mặc một cái áo màu xanh, đội cái nón kết, mà đi vào, mà khi mà đi tới giống như là đi vô cái hướng vườn xoài đó đó, nhưng mà khi đi tới một cái bia ngôi mộ, tự nhiên người đó mất tiêu hoàn toàn luôn. Mà thí dụ như nếu là người đi, thì khi người ta đi vô trong cái vườn xoài đó đó thì sẽ thấy người ta luôn các bạn, tại vì lúc đó cũng sáng bẩn rồi. Mà rõ ràng bạn thấy rằng cái ông đó đó, ông đi mà tới ngay bia mộ đó, là giống như ông biến vô trong cái bia mộ đó vậy đó. Bạn có cảm giác như vậy, bạn cứ dòm hoài, ông nói, ủa sao ông nó không đi ra, ủa sao kỳ ta, ổng tới ngay bia mộ tự nhiên mất tiêu, mà rõ ràng bạn trông thấy như vậy. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba mà bạn gửi về cho Thi. Bạn kể ba câu chuyện ngắn ngắn thôi và nó cũng không có kinh dị gì nhiều các bạn, nhưng cũng rất hay các bạn ha. Và hôm nay Thi đã kể xong tập 303 rồi các bạn. Hẹn các bạn ở tập 304, Thi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Tập 304 thì chắc là Thi sẽ kể một câu chuyện ma ở Malaysia quá các bạn. Rồi bây giờ là 8 giờ 40 phút tối rồi các bạn, và Thi
sau khi mà render clip này lên xong rồi up lên YouTube thì chắc khoảng 10 giờ rưỡi hoặc là 11 giờ mới có clip để xem. Thì do là cả ngày thì cũng bận các bạn, không phải rảnh mà cứ cười cái chuyện hoài, cho nên nó là lúc có sớm lúc có trễ, thành ra là các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.